Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 30 tháng 10 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với các nội dung chính sau đây. Tăng cường công tác quản lý thu thuế ở khu vực Tây Khánh Hòa. Huyện Dương Khánh nỗ lực về đích nông thôn mới. Chương trình Mẹ đỡ đầu nâng cánh ước mơ cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19 được tiếp bước đến trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay tại thành phố Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý 3, định hướng tuyên truyền quý 4 năm 2023. Ông Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin một số vấn đề báo chí và dư luận quan tâm thời gian gần đây, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động báo chí quý 3 2023. Trong quý 3 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thông tin, tuyên truyền những vấn đề thời sự, chính trị, kịp thời phản ánh bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực để tỉnh chấn chỉnh, khắc phục hạn chế. Tuy nhiên, vẫn còn một số bài viết, giật tít, tiêu đề chưa chính xác, chưa rõ ràng, thiếu tinh thần xây dựng, gây dư luận không tốt trong xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung thông tin, vấn đề cần quan tâm để công tác tuyên truyền trong thời gian tới tốt hơn, định hướng nội dung tuyên truyền trong quý 4 2023. Ông Lê Hữu Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tham gia tích cực vào công tác định hướng dư luận, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi triển khai dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành thực hiện tốt công tác thông tin cho báo chí, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ cung cấp thông tin và phản hồi thông tin kịp thời cho báo chí, đặc biệt đối với những vấn đề dư luận quan tâm. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Tài nguyên tổ chức về lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014 quy định về định giá đất. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa. Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung mà các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác định giá đất, quản lý đất đai, trong đó phân tích hai điều khoản về các phương pháp xác định giá đất gồm 4 phương pháp so sánh thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất và quy định chuyển tiếp. Thực tế do chưa có quy định về áp dụng phương pháp định giá đất nên mỗi địa phương áp dụng khác nhau, dẫn đến sự tùy tiện gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý đất đai tại các địa phương. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến các vấn đề như quá trình bàn giao đất theo tiến độ trong khi luật chưa quy định cụ thể, áp dụng chính sách khuyến khích thu hút đầu tư đánh giá đất, trách nhiệm của đơn vị tư vấn cung cấp thông tin, thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, xác định giá đất theo phương pháp thặng dư. Trong tuần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tổng hợp những nội dung góp ý nhằm giải quyết được những tồn tại khó khăn trong công tác quản lý đất đai, định giá đất để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa, kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm nay không đạt như kỳ vọng. Toàn Chi cục Thuế thu được hơn 263 tỷ 800 triệu đồng, đạt 66% dự toán pháp lệnh năm, giảm 44 tỷ 614 triệu đồng, tương đương giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. Nhằm đảm bảo các nguồn thu ngân sách, ngành thuế cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp quản lý và thu hồi nợ thuế. Trong 9 tháng năm nay, trên địa bàn huyện Diên Khánh thu ngân sách được hơn 182 tỷ đồng, đạt 64% dự toán pháp lệnh năm, giảm 34 tỷ 876 triệu đồng, tương đương giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Với địa bàn Khánh Vĩnh thu được hơn 81 tỷ 700 triệu đồng, đạt 71% dự toán pháp lệnh năm, giảm 9 tỷ 738 triệu đồng, tương đương giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả thu ngân sách không cao do tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và thương nghiệp phục hồi chậm. Mặt khác, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu nên khó mở rộng quy mô hoặc chuyển hướng đầu tư ngành nghề khác để phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thị trường bất động sản không còn nhộn nhịp như năm 2022, nhiều khoản thu từ đất sụt giảm đáng kể. Thiếu thốn rất là nhiều mọi mặt về tài chính, ngân hàng, giải ngân phải cần có hóa đơn. Cho nên là vật giá vừa tăng mà vừa cần tiền mặt, cho nên là bên này là khó khăn về cái tài chính giữa ngân hàng mà giải ngân. Cái khó khăn quan trọng nhất là về cái tài nguyên là đất cát. Ở đây thì nói chung đây là không có cái mỏ cát đá, cho nên là đi qua một cái tỉnh khác, cho nên là đi lấy rất là xa, cái cước vận chuyển rất là cao. Công ty khó khăn trong việc đấu thầu về các công trình xây dựng thì gặp nhiều cạnh tranh bởi các doanh nghiệp cùng mảng.
hai là do nhân công hiện tại thì cũng nhân công thời vụ mà giá cả ở nhân công thì rất là cao. Người lao động thì không muốn gắn bó, không muốn đóng bảo hiểm xã hội. Hầu hết nguồn thu trên địa bàn quản lý của chi cục thuế khu vực Tây Khánh Hòa chủ yếu đến từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, các đơn vị doanh nghiệp này hoạt động không ổn định, tình hình nợ thuế ngày càng tăng, diễn biến phức tạp. Trước khó khăn trên, chi cục thuế khu vực Tây Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra chống thất thu qua công tác kiểm tra tại doanh nghiệp, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại bàn, khảo sát tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh, kiểm tra xử lý việc ngừng nghỉ kinh doanh không đúng quy định, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp như nhất phối hợp với phòng tài nguyên môi trường đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu công trình kịp thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường liên quan đến công trình và ngân sách nhà nước. Thứ hai, liên hệ kho bạc nhà nước, phòng tài chính các chủ đầu tư các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách để đôn đốc thu thuế vãng lai, thu thuế phát sinh và thu nợ thuế. Đối với các đơn vị thi công vãng lai ngoài tỉnh phải có biện pháp quản lý làm việc ngay từ đầu để yêu cầu kê khai đối với hoạt động xây dựng đắp đặt vãng lai phù hợp với nguồn vốn đầu tư kế hoạch giải ngân. Từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế khu vực Tây Khánh Hòa tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động của các hội đồng tư vấn thuế, tổ thu nợ trong việc khai thác nguồn thu từ hoạt động xây dựng tư nhân, hộ mới ra kinh doanh, khảo sát hộ kinh doanh trên địa bàn, tăng cường cưỡng chế thu hồi nợ khối cá thể, thông báo danh sách hộ nợ lớn trên hệ thống phát thanh các xã thị trấn. Ngoài ra, Chi cục thuế Tây Khánh Hòa tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép và chống thất thu ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 17 về tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diên Khánh giai đoạn 2021-2025. Địa phương đang nỗ lực hoàn thành 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã nông thôn mới nâng cao, đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. Với quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Diên Khánh đang trên hành trình về đích huyện nông thôn mới. Xã Diên Phước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Sau 8 năm tiếp tục thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, xã Diên Phước tiếp tục giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật như quy hoạch hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh, sản xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 100% đường trục chính của xã được đầu tư, bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp và có các hạng mục cần thiết. 100% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Thu nhập bình quân đạt hơn 53,4 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4 đạt tỷ lệ 75,8%. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã hơn 43,8 tỷ đồng. Thì Diên Phước cũng có những cái khởi sắc là thứ nhất công tác quy hoạch thì cũng đã đảm bảo được cái khu tái định cư và những quy hoạch khu phân khu cơ là 70 ha cho phục vụ cho cái chuẩn bị sẽ tiến tới là đô thị hóa xã Diên Phước. Về phát triển nông nghiệp thì lĩnh vực giao thông thì kiên cố hóa kênh mương nội đồng để đảm bảo cho phục vụ cho cái đời sống của bà con và sản xuất nông nghiệp vùng đất của đồng xe là 65 ha. Sắp tới thì Diên Phước đã đạt được cái nông thôn mới nâng cao và tiến tới năm 2024 Diên Phước sẽ là nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến cuối tháng 10 năm nay, toàn huyện đã có 15 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Diên Khánh đạt chuẩn đô thị văn minh. Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, cảnh quan môi trường được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Nhiều mô hình sản xuất mang lại lợi nhuận cao, thu nhập cho người dân từng bước được nâng lên. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt hơn 55 triệu đồng một người một năm, tăng 34 triệu đồng một người một năm so với khi bắt đầu thực hiện chương trình. Đối với cái cơ sở hạ tầng xã thì cơ bản đối với đường thì cơ bản cũng chuẩn theo đạt theo cái nông thôn mới nâng cao, nhưng riêng có một số vào các công trình để phục vụ tưới tiêu hiện nay là đã đi xuống cấp. Thì vừa rồi xã cũng có trình huyện cũng đã có trình tỉnh, và hiện nay tỉnh đã có cái quyết định theo cái nghị định 62 ở trên cơ sở đầu tư xã thì được ba cái công trình, một là nâng cấp cái trạm bơm,
hai là ba cái tuyến mương để phục vụ cho công tác tưới tiêu. Thì hiện nay vốn đã cơ bản đảm bảo cho xã cũng đã có vốn đối ứng 30-70, thì hiện nay đã đang triển khai và hoàn thành là được 2/3 công trình. Quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hầu hết các xã trên địa bàn huyện gặp khó khăn do phải nâng chất lượng các tiêu chí theo chuẩn mới. Với nguồn lực hơn 773 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí mới. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, xã Diên Xuân đạt nông thôn mới, xã Diên Sơn và Diên Phú đạt nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện sẽ hoàn thành mục tiêu có 16 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 trên 16 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Hiện nay thì đối với cái giải pháp thì theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện đó, thì hàng tháng thì các xã phải rà soát, là đặc biệt là đối với các cái chỉ tiêu, các cái tiêu chí mà chưa đạt và phải đưa ra, phải đánh giá cho được, và trên cơ sở báo cáo định kỳ hàng tháng, để trên cơ sở đó thì đối với phòng kinh tế là cơ quan thường trực sẽ có cái tổng hợp tham mưu, để rồi trên cơ sở đó là Ủy ban huyện sẽ có cái chỉ đạo những cái nào cần phối hợp hỗ trợ, rồi những cái nào mà sẽ cần phải tập trung để rồi làm sao để tháo gỡ và đảm bảo theo cái lộ trình để thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất. Để sớm về đích nông thôn mới và trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh đã tích cực chỉ đạo các xã chủ động hơn nữa trong công tác cụ thể hóa những cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới, lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trở thành huyện nông thôn mới là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Diên Khánh kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, có những bước phát triển mới tương xứng với vị thế của huyện trong thời gian tới. Hội thảo với chủ đề gia tăng giá trị bền vững cho các sản phẩm nghề cá và nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu xuất khẩu vừa được Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển phối hợp với Trung tâm Xuất sắc của khu vực tại Trường Đại học Nha Trang tổ chức vào sáng nay tại thành phố Nha Trang. Tham dự hội thảo là các đại biểu đang làm việc trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, kiểm định, xuất khẩu thủy sản tại Cộng hòa Angola. Diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến 3 tháng 11, hội thảo gồm hai phần: tập huấn kỹ thuật và tham quan thực địa. Phần kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin tổng quan về thương mại thủy sản bền vững và các khả năng gia tăng giá trị cũng như khai thác bền vững nghề đánh bắt thủy sản theo định hướng chính sách. Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận kỹ thuật chuyên sâu về khai thác tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản, cái yếu tố quan trọng nhất để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Tiếp đó, các đại biểu sẽ được thăm các trang trại nuôi cá biển và trong biển, cũng như các trại sản xuất giống cá biển có vây, trang trại lươn và nhà máy sản xuất thức ăn và bột cá. Hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho những người đang làm việc trong lĩnh vực thủy sản tại Angola. Đây cũng là dịp để trao đổi các phương pháp trong khai thác bền vững nghề đánh bắt và giải quyết các thách thức của hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trên biển, phương tiện khai thác bền vững tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản thông qua các kỹ thuật chuyên dụng, xác định các phương pháp và công cụ để cải thiện hiệu quả chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Chiều nay, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa do Thạc sĩ Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong thời gian 2 năm, từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2023. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 2,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ sự nghiệp khoa học là 600 triệu đồng. Với mục tiêu đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã chú trọng nghiên cứu phát triển và sản xuất nhiều dòng sản phẩm mới, góp phần chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Kết quả, đề tài đã xây dựng được quy trình sản xuất và bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 3 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi, các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa, đồng thời đưa vào sản xuất thử nghiệm, xây dựng quy trình và bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 2 dòng sản phẩm không đường dành cho người cao tuổi và không đường dành cho các độ tuổi khác. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành báo cáo thăm dò thị trường được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023 với sự tham gia của hơn 2.000 người và nhận được nhiều ý kiến tích cực về mùi vị, bao bì, tính tiện dụng của sản phẩm. Đây là đề tài có tính thực tiễn cao, ứng dụng vào sản xuất để đưa sản phẩm ra thị trường, tạo tiền đề cho việc phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ Yến sào Khánh Hòa, đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng. Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá đạt. Chiều nay, Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Alexander Jackson và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhân Mỹ tổ chức lễ công bố trang web app Du lịch Nha Trang
Khánh Hòa tại địa chỉ https://ekhanhoa.com. Web app ra đời nhằm mục đích giúp du khách tìm hiểu, xem hình ảnh các địa điểm, vừa là nơi đặt tour, nơi lưu trú. Khi truy cập vào trang web này, du khách có thể dễ dàng tìm được ngay thông tin cần thiết và hữu ích về các hoạt động du lịch khi đến với Nha Trang Khánh Hòa như khách sạn, nhà hàng, spa, đặc sản vùng miền, v.v. Bên cạnh đó, web app giúp cho doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm. Theo định hướng phát triển, web app này sẽ được cải tiến thành app du lịch với nhiều tiện ích nâng cao, tăng nhu cầu trải nghiệm, tìm hiểu thông tin cho du khách. Việc xây dựng web app du lịch sẽ giúp ngành du lịch đáp ứng được xu thế số hóa, đồng bộ hóa dữ liệu và cung cấp thông tin làm cầu nối cho doanh nghiệp du khách. Thưa quý vị và các bạn, triển khai vào tháng 1 2022, chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động đã nhận đỡ đầu cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19. Qua gần 2 năm triển khai, chương trình đã tạo sự lan tỏa chung tay của cộng đồng và xã hội, nâng bước và chấp cánh ước mơ tiếp tục đến trường cho các em. Với hiệu quả lan tỏa, chương trình tiếp tục mở rộng đối tượng trẻ em được hỗ trợ cũng như sự chung tay đồng hành sẻ chia của Mạnh Thường Quân. Bố mất do dịch COVID-19 là một cú sốc tinh thần lớn đối với hai em Lê Nguyễn Ngọc Sáng và Lê Nguyễn Phi Hùng. Mẹ đi làm xa nhiều năm mới về một lần nên chỗ dựa tinh thần của hai em là ông bà ngoại. Tuổi cao, nhiều bệnh nền nên ông bà cũng không có thu nhập ổn định. Khi chương trình Mẹ đỡ đầu được phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang đã ra soát và đề xuất hoàn cảnh của hai em vào diện hỗ trợ. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, chương trình đã hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng một em. Số tiền được hỗ trợ đúng lúc và kịp thời, giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong việc cho hai em tiếp tục đến trường và hoàn thành ước mơ nghề nghiệp trong tương lai. Thì hai bé nó cũng ở với tôi từ ngày mà bố nó chết đến giờ, thì các cháu nó cũng học hành thì cũng tạm ổn, với số tiền của hội phụ nữ cho thì với số tiền đó thì cũng tạm ổn cho các cháu nó học hành chút định, rồi ăn uống thì cũng phụ phàng, chứ tôi thì tôi cũng bệnh, tôi cũng không làm được cái gì. Bên hội cơ sở hàng tháng thì có qua trao tiền lại cho gia đình và cũng thăm hỏi hai bé về cái việc học và cũng động viên hai bé là cố gắng để sau này để có mà có cái tương lai sau này. Qua 2 năm triển khai, chương trình Mẹ đỡ đầu đã hỗ trợ cho 24 trên 24 trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, với số tiền từ 2 đến 3 triệu đồng một trẻ một tháng, cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Ngoài hỗ trợ tiền định kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm kết nối Mẹ đỡ đầu là các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân, gặp mặt, giao lưu, lắng nghe tâm tư tình cảm cũng như nguyện vọng của các con. Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng được triển khai thực hiện như ký kết chương trình bảo trợ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các đơn vị nhận nuôi dưỡng, học tập suốt đời cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19, tặng sổ tiết kiệm, học bổng, xe đạp, máy tính với hơn 2.000 em được thụ hưởng từ các chương trình trên. Đến nay, tổng nguồn lực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động được từ chương trình là gần 25 tỷ đồng. Ngoài cấp tỉnh, 14 trên 14 cấp hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố, hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc, 170 trên 100 cơ sở hội và tương đương đã tổ chức phát động kết nối chương trình Mẹ đỡ đầu tại địa phương đơn vị và nhận đỡ đầu cho hơn 330 em mồ côi với số tiền hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng một em một tháng, giúp đỡ hơn 600 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận chế độ của nhà nước hàng tháng. Trong thời gian sắp đến thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động tiếp các mẹ đỡ đầu để làm sao đó tất cả những mẹ đỡ, những trẻ đỡ mồ côi trên địa bàn là được các mẹ đỡ đầu chăm sóc và nuôi dưỡng. Và cái chương trình này không có thời gian, cũng không có giới hạn, chúng tôi cứ tiếp tục làm và càng làm thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi các cái nguồn lực để làm sao đó những trẻ mồ côi trên địa bàn có được một cái cuộc sống bình thường như những cái đứa trẻ khác, và các em lớn lên thì là các em sẽ phát triển có cái cuộc sống tươi vui hạnh phúc. Chương trình Mẹ đỡ đầu đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp của sự yêu thương và chung tay sẻ chia của cộng đồng và xã hội, giúp trẻ mồ côi có cuộc sống an yên và đủ đầy. Hy vọng thời gian tới, chương trình hoạt động hiệu quả hơn, phát huy được tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội để tạo thêm nhiều nguồn lực, hỗ trợ hơn nữa cho các hoàn cảnh trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo. Từ đó tạo động lực để các em vững bước tiếp tục trên con đường học tập, hiện thực ước mơ nghề nghiệp trong tương lai. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.